Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 77 phẩm và pháp giới thứ 39 phần 18 năm 10 Đức Sinh Đồng Tử Hữu Đức Đồng Nữ hội duyên vào thật tướng. Đức Sinh Đồng Tử và Hữu Đức Đồng Nữ là huyễn trí, quỷ huyễn thiện hữu, đồng tử biểu thị tịnh trí, đồng nữ biểu thị tịnh bi. Dùng bi trí chỉ dẫn với nhau nên hai người cùng hội với nhau, hội duyên kết thúc vì bi trí viên mãn nên gặp được tử thị nên vượt lên Phật vị. Bấy giờ thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến thành Diệu Ý, Hoa Môn. Thấy Đức Sinh Đồng Tử, Hữu Đức Đồng Nữ bèn đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải rồi ở trước chắp tay mà nói như vậy: Đức Thánh, còn trước đã phát tâm an đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo. Xin hãy thương xót vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử từ thôn xóm vì pháp từ từ đi về hướng nam đến thành Diệu Ý, Hoa Môn. Thấy Đức Sinh Đồng Tử và Hữu Đức Đồng Nữ bèn đảnh lễ đi nhiễu quanh bên phải, rồi ở trước hai vị đồng tử chắp tay lại mà nói như vậy: Đại Thánh, còn trước đã phát tâm an đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo. Xin Đại Thánh từ bi thương xót con, xin vì con mà nói, con thật là cảm kích. Bấy giờ đồng tử đồng nữ bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, chúng tôi chứng được Bồ Tát giải thoát tên là Huyễn Trụ. Nhờ đắc được giải thoát này nên thấy được tất cả thế giới đều huyễn trụ do nhân duyên sinh ra. Lúc đó Đức Sinh Đồng Tử và Hữu Đức Đồng Nữ bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, chúng tôi chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát tên là Huyễn Trụ. Nhờ chúng tôi chứng được môn giải thoát này nên thấy được tất cả thế giới đều là huyễn trụ, là hư vọng chẳng chân thật. Tại sao nói là huyễn trụ? Vì tất cả pháp đều do nhân duyên mà sinh ra, do nhân duyên mà diệt, cho nên do duyên sinh không tánh. Vốn chẳng có tự tánh cho nên nói là hư vọng, tất cả chúng sinh đều huyễn trụ, do nghiệp phiền não khởi. Tất cả thế gian đều huyễn trụ, do vô minh, hữu ái, vân vân xoay vòng mà sinh ra. Tất cả pháp đều huyễn trụ, do cái ta thấy đủ thứ huyễn duyên mà sinh ra. Tất cả ba đời đều huyễn trụ, do cái ta thấy điên đảo trí sinh ra. Tất cả chúng sinh sinh diệt, sinh già, bệnh chết, ưu sầu khổ não đều huyễn trụ do hư vọng phân biệt sinh ra. Tất cả cõi nước đều huyễn trụ do tưởng đảo, tâm đảo, thấy đảo, vô minh hiện ra. Chẳng những thế giới là huyễn trụ mà tất cả chúng sinh cũng đều huyễn trụ, đều do khởi hoặc tạo nghiệp phiền não mà sinh khởi. Tất cả thế gian vạn sự vạn vật đều như huyễn trụ do vô minh hữu ái ba thứ duyên này xoay vòng không ngừng mà sinh ra. Tất cả pháp đều như huyễn trụ do có cái ta và ta thấy, đều do đủ thứ huyễn duyên mà sinh ra. Tất cả ba đời đều như huyễn trụ là do cái ta thấy điên đảo trí sinh ra. Tất cả chúng sinh sinh diệt, sinh già, bệnh chết, ưu sầu khổ não đều như huyễn trụ do hư vọng phân biệt mà sinh ra. Tất cả cõi nước đều như huyễn trụ do tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo, đủ thứ vô minh biến hiện ra. Tất cả thanh văn bích chi Phật đều huyễn trụ vì trí huệ đoạn phân biệt mà thành tựu. Tất cả Bồ Tát đều huyễn trụ vì hay tự điều phục giáo hóa chúng sinh các hạnh nguyện pháp mà thành tựu. Tất cả Bồ Tát chúng hội biến hóa điều phục các sự bố thí đều huyễn trụ do nguyện trí huyễn mà thành tựu. Tất cả thanh văn và bích chi Phật cũng là huyễn trụ vì trí huệ của các ngài hay đoạn phân biệt mà thành tựu quả vị. Tất cả Bồ Tát cũng là huyễn trụ vì hay tự điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh các hạnh nguyện pháp mà thành tựu. Tất cả Bồ Tát chúng hội biến hóa hết điều phục các sự bố thí đều huyễn trụ do nguyện trí huyễn mà thành tựu. Thiện nam tử, cảnh huyễn tự tánh không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, cảnh giới huyễn vốn chẳng có tự tánh cho nên không thể nghĩ bàn. Huyễn pháp chẳng có vì thể không thật, chẳng không vì tướng chẳng không, chẳng một vì tánh tướng khác, chẳng khác vì không hai làm thể. Không có tướng tức một khác đều mất, tức lìa hai bên cũng mất trung đạo. Do sự giao trẻ nên trong một hiện nhiều, nhiều tức một trùng trùng vô ngại là không nghĩ bàn. Thiện nam tử, chúng tôi hai người chỉ biết được huyễn trụ giải thoát này như các đại Bồ Tát khéo vào vô biên các sự việc lưới huyễn. Những công đức hạnh đó chúng tôi làm sao biết được, nói được. Thiện nam tử, chúng tôi hai người chỉ biết được huyễn trụ giải thoát này như nói về các đại Bồ Tát khéo vào vô biên cảnh giới các sự việc lưới huyễn. Những công đức hạnh của các ngài chúng tôi làm sao biết được, nói được. Dù có miễn cưỡng nói ra cũng không thể nào nói hết được. Bấy giờ đồng tử đồng nữ nói giải thoát của mình rồi, nhờ sức các căn lành không thể nghĩ bàn, khiến cho thân thiện tài mềm mại sáng lạ mà nói rằng:
Thiện Nam Tử ở phương Nam này có nước tên là Hải Ngạn, có khu vườn tên là Đại Trang Nghiêm, trong đó có một lầu các lớn, có một lầu các rộng lớn tên là Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng. Từ căn lành quả báo của Bồ Tát sinh ra, từ niệm lực, nguyện lực, tự tại lực, thần thông lực của Bồ Tát sinh ra, từ phương tiện thiện xảo của Bồ Tát sinh ra, từ phước đức trí huệ của Bồ Tát sinh ra. Thiện Nam Tử trụ Bồ Tát giải thoát không nghĩ bàn, nhờ tâm đại bi vì các chúng sinh hiện cảnh giới như vậy, tích tập sự trang nghiêm như vậy. Lúc đó Đức Sinh Đồng Tử và Hữu Đức Đồng Nữ nói giải thoát của mình đắc được rồi, nhờ sức các căn lành không thể nghĩ bàn, khiến cho thân thể thiện tài mềm mại sáng lạ. Đồng Tử và Đồng Nữ nói với thiện tài Đồng Tử rằng: Thiện Nam Tử, ở phương Nam thành Diệu Ý Hoa Môn này có một nước tên là Hải Ngạn, có khu vườn tên là Đại Trang Nghiêm, trong vườn đó có một lầu các rộng lớn tên là Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng. Đó là từ căn lành quả báo của Bồ Tát sinh ra, từ niệm lực, nguyện lực, tự tại lực, thần thông lực của Bồ Tát sinh ra, từ phương tiện thiện xảo của Bồ Tát sinh ra, từ phước đức trí huệ của Bồ Tát sinh ra. Thiện Nam Tử trụ Bồ Tát giải thoát không nghĩ bàn, nhờ tâm đại bi vì các chúng sinh thể hiện cảnh giới như vậy, tích tập sự trang nghiêm như vậy. Đại Bồ Tát Di Lặc trụ ở trong lầu các đó, vì muốn nhiếp thọ cha mẹ quyến thuộc nơi gốc sinh ra và các nhân dân khiến cho thành thục, lại vì muốn khiến cho chúng sinh cùng thọ sinh cùng tu hành ở trong đại thừa được kiên cố, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đó tùy bậc trụ tùy căn lành đều thành tựu, lại muốn vì ngươi hiển bày môn Bồ Tát giải thoát, vì hiển bày Bồ Tát tự tại thọ sinh khắp tất cả mọi nơi, vì hiển bày Bồ Tát dùng đủ thứ thân khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh thường giáo hóa, vì hiển bày Bồ Tát dùng sức đại bi nhất khắp tài sản của tất cả thế gian mà không nhàm mỏi, vì hiển bày Bồ Tát tu đủ các hạnh biết tất cả hạnh lìa các tướng, vì hiển bày Bồ Tát nơi nơi thọ sinh biết rõ tất cả sinh đều vô tướng. Đức Sinh Đồng Tử và Hữu Đức Đồng Nữ nói với thiện tài Đồng Tử rằng: Đại Bồ Tát Di Lặc Vô Năng Thắng, ngài an trụ ở trong lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng đó, ngài vì muốn nhiếp thọ cha mẹ quyến thuộc nơi gốc sinh ra và tất cả các nhân dân khiến cho họ đều thành thục, lại vì muốn khiến cho chúng sinh cùng thọ sinh cùng tu hành ở trong đại thừa đắc được bồ đề tâm kiên cố bất thối, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đó tùy bậc trụ tùy căn lành đều thành tựu, lại muốn vì ngươi thiện tài Đồng Tử hiển bày môn Bồ Tát giải thoát, lại vì hiển bày Bồ Tát tự tại thọ sinh khắp tất cả mọi nơi, lại vì hiển bày Bồ Tát dùng đủ thứ thân khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh thường thường giáo hóa chúng sinh, lại vì hiển bày Bồ Tát dùng sức đại bi nhiếp khắp tài sản của tất cả thế gian mà không nhàm mỏi, lại vì ngươi hiển bày Bồ Tát tu đủ các hạnh biết tất cả hạnh lìa tất cả tướng, lại vì ngươi hiển bày Bồ Tát nơi nơi thọ sinh biết rõ tất cả sinh đều vô tướng. Đó là nguyên nhân Bồ Tát Di Lặc trụ ở Đại Lầu Các. Ngươi hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, làm thế nào học Bồ Tát giới, làm thế nào tịnh Bồ Tát tâm, làm thế nào phát Bồ Tát nguyện, làm thế nào tích tập Bồ Tát trợ đạo cụ, làm thế nào vào bậc chỗ trụ của Bồ Tát, làm thế nào viên mãn Bồ Tát Ba La Mật, làm thế nào đắc được Bồ Tát Vô Sinh Nhẫn, làm thế nào đầy đủ Bồ Tát Công Đức Pháp, chỉ bày làm thế nào phụng sự Bồ Tát Thiện Tri Thức. Tại sao? Người hãy đi đến Đại Lầu Các Báu trong vườn hoa Đại Trang Nghiêm nước Hải Ngạn, hỏi Bồ Tát Di Lặc làm thế nào Bồ Tát tu 10 pháp môn này. 1. Làm thế nào học Bồ Tát Hạnh? 2. Làm thế nào tu Bồ Tát Đạo? 3. Làm thế nào học Bồ Tát Giới? 4. Làm thế nào tịnh Bồ Tát Tâm? 5. Làm thế nào phát Bồ Tát Nguyện? 6. Làm thế nào tích tập Bồ Tát Trợ Đạo Cụ? 7. Làm thế nào vào bậc chỗ trụ của Bồ Tát? 8. Làm thế nào viên mãn Bồ Tát Ba La Mật? 9. Làm thế nào đắc được Bồ Tát Vô Sinh Nhẫn? 10. Làm thế nào đầy đủ Bồ Tát Công Đức Pháp? Xin chỉ bày làm thế nào phụng sự Bồ Tát Thiện Tri Thức. Tại sao? Thiện Nam Tử, vì Đại Bồ Tát đó thông đạt tất cả Bồ Tát hạnh, biết rõ tâm tất cả chúng sinh, thực hiện ở trước họ giáo hóa điều phục, Bồ Tát đó đã viên mãn tất cả Ba La Mật, đã trụ tất cả Bồ Tát địa, đã chứng được tất cả Bồ Tát nhẫn, đã vào tất cả Bồ Tát vị, đã được chư Phật thọ ký đầy đủ, đã đi qua tất cả cảnh giới của Bồ Tát, đã đắc được thần lực của tất cả chư Phật, đã được tất cả Như Lai dùng nước pháp cam lồ nhất thiết trí quán đảnh. Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát Di Lặc, ngài thông đạt tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, biết rõ tâm niệm của tất cả chúng sinh thường thường hiện ra ở trước chúng sinh, giáo hóa chúng sinh,
điều phục chúng sinh, Bồ Tát Di Lặc đã viên mãn tất cả pháp ba la mật, đã trụ tất cả Bồ Tát địa, đã chứng được tất cả Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn, đã chứng nhập tất cả Bồ Tát vị, đã được chư Phật thọ ký đầy đủ, đã đi qua tất cả cảnh giới của Bồ Tát, đã đắc được thần lực của tất cả chư Phật, đã được tất cả Như Lai dùng nước pháp cam lồ nhất thiết trí quán đảnh, đắc được bậc pháp vương tử. Thiện nam tử, vị thiện tri thức đó sẽ thống nhận các căn lành của ngươi, sẽ tăng trưởng bồ đề tâm của ngươi, sẽ kiên cố ý chí của ngươi, sẽ tăng ích pháp lành của ngươi, sẽ dưỡng lớn bồ tát căn của ngươi, sẽ chỉ bày pháp vô ngại cho ngươi, sẽ khiến cho ngươi vào bậc phổ hiền, sẽ vì ngươi nói bồ tát nguyện, sẽ vì ngươi nói hạnh phổ hiền, sẽ vì ngươi nói tất cả bồ tát hạnh nguyện thành tựu công đức. Thiện nam tử, Bồ Tát Di Lặc sẽ thấm nhận tất cả căn lành của ngươi, sẽ tăng trưởng bồ đề tâm của ngươi, sẽ kiên cố trí nguyện của ngươi, sẽ tăng ích pháp lành của ngươi, sẽ dưỡng lớn bồ tát căn của ngươi, sẽ chỉ bày pháp vô ngại cho ngươi, sẽ khiến cho ngươi vào bậc bồ tát phổ hiền, sẽ vì ngươi nói nguyện của bồ tát phổ hiền, sẽ vì ngươi nói hạnh của bồ tát phổ hiền, sẽ vì ngươi nói tất cả bồ tát hạnh nguyện thành tựu công đức. Thiện nam tử, ngươi không nên tu một hạnh lành, chiếu một pháp, thực hành một hạnh, pháp một nguyện, được một thọ ký, trụ một nhẫn mà sinh tư tưởng rốt ráo. Ngươi đừng dùng tâm hạn lượng mà thực hành lục độ, trụ nơi thập địa tịnh cõi nước Phật, thờ thiện tri thức. Tại sao vậy? Thiện nam tử, ngươi không nên chỉ tu một hạnh lành, chỉ chiếu sáng một pháp môn, tu hành một hạnh môn, phát một lời nguyện, được một thọ khí, trụ một vô sinh pháp nhẫn, mà sinh tư tưởng rốt ráo. Ngươi đừng dùng tâm hạn lượng mà tu hành pháp môn lục độ, trụ quả vị thập địa, thanh tịnh cõi nước chư Phật, phụng thờ một vị thiện tri thức. Tại sao vậy? Thiện nam tử, vì Đại Bồ Tát phải trồng vô lượng các căn lành, phải tích tập vô lượng bồ đề cụ, phải tu vô lượng nhân bồ đề, phải học vô lượng thiện xảo hồi hướng, phải giáo hóa vô lượng cõi chúng sinh, phải biết vô lượng tâm chúng sinh, phải biết vô lượng căn chúng sinh, phải biết rõ vô lượng sự hiểu biết của chúng sinh, phải quán vô lượng hạnh của chúng sinh, phải điều phục vô lượng chúng sinh, phải đoạn vô lượng phiền não, phải tịnh vô lượng nghiệp tập, phải diệt vô lượng tà kiến, phải trừ vô lượng tâm nhiễm ô, phải phát vô lượng tâm thanh tịnh, phải nhổ vô lượng mũi tên khổ độc, phải cạn khô vô lượng biển ái dục, phải phá tan vô lượng tối vô minh, phải san bằng vô lượng núi ngã mạn, phải đoạn trừ vô lượng dòng bồ sinh tử, phải vượt qua vô lượng dòng các cõi, phải khô cạn vô lượng biển thọ sinh. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát phải gieo trồng vô lượng các căn lành, phải tích tập vô lượng bồ đề cụ, phải tu hành vô lượng nhân bồ đề, phải học tập vô lượng thiện xảo hồi hướng, phải giáo hóa vô lượng cõi chúng sinh, phải biết vô lượng tâm chúng sinh, phải biết vô lượng căn chúng sinh, phải biết rõ vô lượng sự hiểu biết của chúng sinh, phải quan sát vô lượng hạnh của chúng sinh, phải điều phục vô lượng chúng sinh, phải đoạn trừ vô lượng phiền não, phải thanh tịnh vô lượng nghiệp tập, phải tiêu diệt vô lượng tà kiến, phải trừ sạch vô lượng tâm nhiễm ô, phải phát vô lượng tâm thanh tịnh, phải nhổ vô lượng mũi tên khổ độc, phải cạn khô vô lượng biển ái dục, phải phá tan vô lượng tối vô minh, phải san bằng vô lượng núi ngã mạn, phải đoạn trừ vô lượng dòng bồ sinh tử, phải vượt qua vô lượng dòng các cõi, phải khô cạn vô lượng biển thọ sinh, phải khiến cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi buồn lầy năm dục, phải khiến cho vô lượng chúng sinh được khỏi ngục tù ba cõi, phải đặt để vô lượng chúng sinh ở trong thánh đạo, phải tiêu diệt vô lượng hành vi tham dục, phải tịnh trị vô lượng hành vi sân hận, phải phá tan vô lượng hành vi ngu si, phải vượt thoát vô lượng lưới ma, phải thoát khỏi vô lượng nghiệp ma, phải tịnh trị vô lượng dục lạc của Bồ Tát, phải tăng trưởng vô lượng phương tiện của Bồ Tát, phải sinh ra vô lượng căn tăng thượng của Bồ Tát, phải sáng rõ vô lượng quyết định giải của Bồ Tát, phải thú nhập vô lượng bình đẳng của Bồ Tát, phải thanh tịnh vô lượng công đức của Bồ Tát, phải tu trì vô lượng các hạnh của Bồ Tát, phải thị hiện vô lượng hạnh tùy thuận thế gian của Bồ Tát. Bồ Tát phải khiến cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi buồn lầy năm dục, phải khiến cho vô lượng chúng sinh lìa khỏi ngục tù ba cõi, phải đặt để vô lượng chúng sinh ở trong thánh đạo, phải tiêu diệt vô lượng hành vi tham dục, phải tịnh trị vô lượng hành vi sân hận, phải phá tan vô lượng hành vi ngu si, phải vượt thoát vô lượng lưới ma, phải thoát khỏi vô lượng nghiệp ma, phải tịnh trị vô lượng dục lạc của Bồ Tát, phải tăng trưởng vô lượng phương tiện của Bồ Tát, phải sinh ra vô lượng căn tăng thượng của Bồ Tát, phải sáng rõ vô lượng quyết định giải của Bồ Tát,
phải thú nhập vô lượng bình đẳng của Bồ Tát, phải thanh tịnh vô lượng công đức của Bồ Tát, phải tu trì vô lượng các hạnh của Bồ Tát, phải thị hiện vô lượng hạnh môn tùy thuận thế gian của Bồ Tát, phải sinh vô lượng sức tìm thành tịnh, phải trụ vô lượng sức tinh tấn, phải tịnh vô lượng sức chánh niệm, phải viên mãn vô lượng sức tam muội, phải khởi vô lượng sức trí huệ thành tịnh, phải kiên cố vô lượng sức thắng giải, phải tích tập vô lượng sức phước đức, phải tăng trưởng vô lượng sức trí huệ, phải phát khởi vô lượng sức Bồ Tát, phải viên mãn vô lượng sức Như Lai, phải phân biệt vô lượng pháp môn, phải biết rõ vô lượng pháp môn, phải thanh tịnh vô lượng pháp môn, phải sinh vô lượng pháp quang minh, phải làm vô lượng pháp chiếu sáng, phải chiếu vô lượng căn phẩm loại, phải biết vô lượng bệnh phiền não, phải tích tập vô lượng thuốc pháp hay, phải chữa lành vô lượng bệnh tật của chúng sinh. Bồ Tát phải sinh vô lượng sức tin thành tịnh, phải an trụ vô lượng sức kinh tấn, phải thanh tịnh vô lượng sức chánh niệm, phải viên mãn vô lượng sức tam muội, phải sinh khởi vô lượng sức trí huệ thanh tịnh, phải kiên cố vô lượng sức thắng giải, phải tích tập vô lượng sức phước đức, phải tăng trưởng vô lượng sức trí huệ, phải phát khởi vô lượng sức Bồ Tát, phải viên mãn vô lượng sức Như Lai, phải phân biệt vô lượng pháp môn, phải biết rõ vô lượng pháp môn, phải thanh tịnh vô lượng pháp môn, phải sinh khởi vô lượng pháp quang minh, phải làm vô lượng pháp chiếu sáng, phải chiếu sáng vô lượng căn phẩm loại, phải biết vô lượng bệnh phiền não, phải tích tập vô lượng thuốc pháp hay, phải chữa lành vô thượng bệnh tật của chúng sinh, phải sắm sửa vô lượng đồ cúng cam lộ, phải đi đến vô lượng cõi nước chư Phật, phải cúng dường vô lượng các Như Lai, phải vào vô lượng chúng hội Bồ Tát, phải thọ vô lượng sự giáo hóa của chư Phật, phải nhẫn vô lượng tội của chúng sinh, phải diệt vô lượng khổ nạn đường ác, phải khiến vô lượng chúng sinh sinh đường lành, phải dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ vô lượng chúng sinh. Bồ Tát phải sắm sửa vô lượng đồ cúng cam lộ, phải đi đến vô lượng cõi nước chư Phật, phải cúng dường vô lượng các Như Lai, phải vào khắp vô lượng chúng hội Bồ Tát, phải tiếp thọ vô lượng sự giáo hóa của chư Phật, phải nhẫn thọ vô lượng tội nghiệp của chúng sinh, phải diệt trừ vô lượng khổ nạn đường ác, phải khiến vô lượng chúng sinh sinh về đường lành, phải dùng bốn pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự để nhiếp thọ vô lượng chúng sinh, phải tu vô lượng môn tổng trì, phải sinh vô lượng môn đại nguyện, phải tu vô lượng đại từ đại nguyện lực, phải siêng cầu vô lượng pháp tưởng không ngừng nghỉ, phải khởi vô lượng sức tư duy, phải khởi vô lượng việc thần thông, phải tịnh vô lượng trí quang minh, phải đến vô lượng loài chúng sinh, phải thọ sinh trong vô lượng các cõi, phải hiện vô lượng thân khác nhau, phải biết vô lượng pháp ngôn từ. Bồ Tát phải tu vô lượng pháp môn tổng trì, phải sinh khởi vô lượng pháp môn đại nguyện, phải tu vô lượng đại từ đại nguyện lực, phải siêng cầu vô lượng pháp môn thường không ngừng nghỉ, phải sinh khởi vô lượng sức tư duy, phải sinh khởi vô lượng việc thần thông giáo hóa, phải thanh tịnh vô lượng trí huệ quang minh, phải đến vô lượng loài chúng sinh trong sáu cõi để giáo hóa chúng sinh, phải thọ sinh trong vô lượng các cõi để điều phục chúng sinh, phải thị hiện vô lượng thân khác nhau để giáo hóa chúng sinh, phải biết vô lượng pháp môn ngôn từ để điều phục chúng sinh, phải vào vô lượng tâm khác nhau, phải biết đại cảnh giới của Bồ Tát, phải trụ đại cung điện của Bồ Tát, phải quán diệu pháp thâm sâu của Bồ Tát, phải biết cảnh giới khó biết của Bồ Tát, phải hành các hạnh khó hành của Bồ Tát, phải đủ oai nghi tôn trọng của Bồ Tát, phải dẫm vào chánh vị khó vào của Bồ Tát, phải biết đủ thứ các hạnh của Bồ Tát, phải hiện thần lực khắp cùng của Bồ Tát, phải thọ mây pháp bình đẳng của Bồ Tát, phải rộng lớn vô biên lưỡi hạnh của Bồ Tát, phải viên mãn vô biên các độ của Bồ Tát, phải thọ vô lượng ký biệt của Bồ Tát, phải vào vô lượng môn nhẫn của Bồ Tát, phải tịnh trị vô lượng các địa của Bồ Tát, phải tịnh vô lượng pháp môn của Bồ Tát, phải an trụ vô lượng kiếp đồng với các Bồ Tát, cúng dường vô lượng Phật, nghiêm tịnh bất khả thuyết cõi Phật, sinh ra bất khả thuyết Bồ Tát nguyện. Bồ Tát phải vào vô lượng tâm khác nhau, phải biết đại cảnh giới của Bồ Tát, phải trụ đại cung điện của Bồ Tát, phải quán sát diệu pháp thâm sâu của Bồ Tát, phải biết cảnh giới khó biết của Bồ Tát, phải tu hành các hạnh khó tu hành của Bồ Tát, phải đầy đủ oai nghi tôn trọng của Bồ Tát, phải dẫm vào chánh vị khó vào của Bồ Tát, phải biết đủ thứ các hạnh của Bồ Tát, phải thị hiện thần lực khắp cùng của Bồ Tát, phải nhiếp thọ mây pháp bình đẳng của Bồ Tát, phải rộng lớn vô biên lưới hạnh của Bồ Tát, phải viên mãn vô biên các độ của Bồ Tát, phải nhiếp thọ vô lượng ký biệt hiệu của Bồ Tát, phải chứng nhập vô lượng môn nhẫn của Bồ Tát, phải tịnh trị vô lượng các địa của Bồ Tát,
phải thanh tịnh vô lượng pháp môn của Bồ Tát, phải an trụ vô lượng kiếp đồng với các Bồ Tát, cúng dường vô lượng Phật, nghiêm tịnh bất khả thuyết cõi Phật, sinh ra bất khả thuyết Bồ Tát nguyện. Thiện nam tử, nói tóm lại phải tu khắp tất cả Bồ Tát hạnh, phải giáo hóa khắp tất cả cõi chúng sinh, phải vào khắp tất cả kiếp, phải thọ sinh khắp tất cả mọi nơi, phải biết khắp tất cả thế giới, phải tu hành khắp tất cả pháp, phải nghiêm tịnh khắp tất cả cõi, phải viên mãn khắp tất cả nguyện, phải cúng dường khắp tất cả chư Phật, phải đồng khắp tất cả Bồ Tát nguyện, phải phụng thờ khắp tất cả thiện tri thức. Thiện nam tử, nói tóm lại, phải tu hành khắp tất cả Bồ Tát hạnh, phải giáo hóa khắp tất cả cõi chúng sinh, phải vào khắp tất cả kiếp, phải thọ sinh khắp tất cả mọi nơi, phải biết khắp tất cả thế giới, phải tu hành khắp tất cả pháp môn, phải nghiêm tịnh khắp tất cả cõi, phải viên mãn khắp tất cả nguyện lực, phải cúng dường khắp tất cả chư Phật, phải đồng khắp tất cả Bồ Tát nguyện, phải phụng thờ khắp tất cả thiện tri thức. Thiện nam tử, người cầu thiện tri thức không nên mệt mỏi. Gặp thiện tri thức chớ sinh nhàm đủ, thưa hỏi thiện tri thức đừng sợ khổ nhọc. Gần gũi thiện tri thức chớ có thối chuyển, cúng dường thiện tri thức không nên ngừng nghỉ. Thọ thiện tri thức dạy không nên lầm lộn. Học hạnh của thiện tri thức không nên nghi hoặc, nghe thiện tri thức diễn nói một suất ly không nên do dự. Thấy thiện tri thức tùy phiền não hành chớ sinh hiểm quái. Ở chỗ thiện tri thức nên sinh tâm tôn kính, tin sâu không nên biến đổi. Tại sao vậy? Thiện nam tử, ngươi muốn cầu gặp thiện tri thức không nên có tâm mệt mỏi. Gặp được thiện tri thức chớ sinh tâm nhảm đủ, thưa hỏi thiện tri thức đừng sinh tâm sợ khổ nhọc. Gần gũi thiện tri thức chớ có sinh tâm thối chuyển, cúng dường thiện tri thức không nên có tâm ngừng nghỉ. Tiếp thọ thiện tri thức giáo hóa không nên có sự lầm lộn. Học tập hạnh môn của thiện tri thức không nên có tâm hoài nghi mê hoặc. Nghe thiện tri thức diễn nói pháp môn thoát khỏi ba cõi không nên có tâm dò dự. Thấy thiện tri thức tùy phiền não hành chớ sinh tâm hiểm quái. Ở chỗ thiện tri thức nên sinh tâm tôn kính, tin sâu không nên thay đổi giáo hóa của thiện tri thức. Tại sao vậy? Thiện nam tử, vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà nghe được các hạnh của tất cả Bồ Tát, thành tựu công đức của tất cả Bồ Tát, sinh ra đại nguyện của tất cả Bồ Tát, dẫn phát căn lành của tất cả Bồ Tát, tích tập trợ đạo của tất cả Bồ Tát, khai phát pháp quang minh của tất cả Bồ Tát, hiện bày môn xuất ly của tất cả Bồ Tát, tu tập giới thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, an trụ pháp công đức của tất cả Bồ Tát, thanh tịnh trí rộng lớn của tất cả Bồ Tát, tăng trưởng tâm kiên cố của tất cả Bồ Tát, đầy đủ môn đà la ni biện tài của tất cả Bồ Tát, đắc được thanh tịnh tạng của tất cả Bồ Tát, sinh ra định quang minh của tất cả Bồ Tát, đắc được nguyện thủ thắng của tất cả Bồ Tát, đồng một nguyện với tất cả Bồ Tát, nghe được pháp thủ thắng của tất cả Bồ Tát, đắc được nơi bí mật của tất cả Bồ Tát, đến được châu pháp bảo của tất cả Bồ Tát, tăng trưởng mầm căn lành của tất cả Bồ Tát, trưởng dưỡng trí huệ thân của tất cả Bồ Tát, hộ trì tạng thâm mật của tất cả Bồ Tát, tu trì phước đức tụ của tất cả Bồ Tát, thanh tịnh đường thọ sinh của tất cả Bồ Tát, thọ mây chánh pháp của tất cả Bồ Tát, vào đường đại nguyện của tất cả Bồ Tát, hướng về quả Bồ Đề của tất cả Như Lai, nhiếp lấy diệu hạnh của tất cả Bồ Tát, khai thị công đức của tất cả Bồ Tát, đến tất cả phương nghe thọ diệu pháp, khen ngợi oai đức rộng lớn của tất cả Bồ Tát, sinh ra sức đại từ bi của tất cả Bồ Tát, nhiếp lấy sức tự tại thủ thắng của tất cả Bồ Tát, sinh ra Bồ Đề phần của tất cả Bồ Tát, làm việc lợi ích của tất cả Bồ Tát. Thiện nam tử, vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà nghe được các hạnh của tất cả Bồ Tát, thành tựu công đức của tất cả Bồ Tát, sinh ra đại nguyện của tất cả Bồ Tát, dẫn phát căn lành của tất cả Bồ Tát, tích tập trợ đạo của tất cả Bồ Tát, khai phát pháp quang minh của tất cả Bồ Tát, hiện bày môn xuất ly của tất cả Bồ Tát, tu tập giới thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, an trụ pháp công đức của tất cả Bồ Tát, thanh tịnh trí rộng lớn của tất cả Bồ Tát, tăng trưởng tâm kiên cố của tất cả Bồ Tát, đầy đủ môn đà la ni biện tài của tất cả Bồ Tát, đắc được thanh tịnh tạng của tất cả Bồ Tát, sinh ra định quang minh của tất cả Bồ Tát, đắc được nguyện thủ thắng của tất cả Bồ Tát, đồng một nguyện với tất cả Bồ Tát, nghe được pháp thủ thắng của tất cả Bồ Tát, đắc được nơi bí mật của tất cả Bồ Tát, đến được châu pháp bảo của tất cả Bồ Tát, tăng trưởng mầm căn lành của tất cả Bồ Tát, trưởng dưỡng trí huệ thân của tất cả Bồ Tát, hộ trì tạng thâm mật của tất cả Bồ Tát, tu trì phước đức tụ của tất cả Bồ Tát, thanh tịnh đường thọ sinh của tất cả Bồ Tát, nhiếp thọ mây chánh pháp
của tất cả Bồ Tát, chứng nhập vào đường đại nguyện của tất cả Bồ Tát, hướng về quả Bồ Đề của tất cả Như Lai, nhấp lấy diệu hạnh của tất cả Bồ Tát, khai thị công đức của tất cả Bồ Tát, đến tất cả phương, nghe thọ diệu pháp, khen ngợi oai đức rộng lớn của tất cả Bồ Tát, sinh ra sức đại từ bi của tất cả Bồ Tát, nhấp lấy sức tự tại thù thắng của tất cả Bồ Tát, sinh ra Bồ Đề phần của tất cả Bồ Tát, làm việc lợi ích của tất cả Bồ Tát. Thiện nam tử Bồ Tát do nhờ thiện tri thức nhậm trì nên không đọa vào đường ác, nhờ thiện tri thức nhiếp thọ nên không lùi đại thừa, nhờ thiện tri thức hộ niệm nên không hủy phạm Bồ Tát giới, nhờ thiện tri thức thủ hộ nên không theo đuổi ác tri thức, nhờ thiện tri thức dưỡng dục nên không khuyết giảm pháp Bồ Tát, nhờ thiện tri thức nhiếp lấy nên vượt qua bậc phàm phu, nhờ thiện tri thức dạy dỗ nên vượt qua bậc nhị thừa, nhờ thiện tri thức chỉ đạo nên thoát khỏi thế gian, nhờ thiện tri thức trường dưỡng nên không nhiễm pháp thế gian, nhờ phụng thờ thiện tri thức nên tu tất cả Bồ Tát hạnh, nhờ cúng dường thiện tri thức nên đầy đủ tất cả pháp trợ đạo, nhờ gần gũi thiện tri thức nên không bị nghiệp hoặc thôi phục, nhờ nương tựa thiện tri thức mà thế lực kiên cố nên chẳng sợ chúng ma, nhờ y trì thiện tri thức mà tăng trưởng tất cả pháp Bồ Đề phần. Tại sao vậy? Thiện nam tử, Bồ Tát do nhờ thiện tri thức nhậm trì nên không đọa vào đường ác, nhờ thiện tri thức nhiếp thọ nên không thối chuyển pháp môn đại thừa, nhờ thiện tri thức hộ niệm nên không hủy phạm tịnh giới Bồ Tát, nhờ thiện tri thức thủ hộ nên không theo đuổi ác tri thức, nhờ thiện tri thức dưỡng dục nên không khuyết giảm pháp Bồ Tát, nhờ thiện tri thức nhiếp lấy nên vượt qua bậc phàm phu, nhờ thiện tri thức dạy dỗ nên vượt qua bậc nhị thừa, nhờ thiện tri thức chỉ đạo nên thoát khỏi lưới trần thế gian, nhờ thiện tri thức trường dưỡng nên không nhiễm pháp thế gian, nhờ phụng thờ thiện tri thức nên tu tập tất cả Bồ Tát hạnh, nhờ cúng dường thiện tri thức nên đầy đủ tất cả pháp trợ đạo, nhờ gần gũi thiện tri thức nên không bị nghiệp hoặc thôi phục, nhờ nương tựa thiện tri thức mà thế lực kiên cố nên chẳng sợ tất cả chúng ma, nhờ y trì thiện tri thức mà tăng trưởng tất cả pháp Bồ Đề phần. Tại sao vậy? Thiện nam tử, vì thiện tri thức trừ sạch được các chướng, diệt được các tội, trừ được các nạn, ngừng được các điều ác, phá được vô minh đêm dài đen tối, phá hoại được các tà kiến lao ngục kiên cố, thoát khỏi được thành sinh tử, xả bỏ được nhà thế tục, chặt đứt được các lưới ma, nhổ được mũi tên các khổ, liệt khỏi được nơi hiểm nạn không có trí huệ, thoát khỏi được tà kiến đồng hoang rộng lớn, qua được dòng các cõi, lìa khỏi được các tà đạo, mở bày được đường Bồ Đề, giáo hóa được pháp Bồ Tát, khiến cho an trụ được Bồ Tát hạnh, khiến cho hướng về được nhất thiết trí, thành tịnh được mắt trí huệ, tăng trưởng Bồ Đề tâm, sinh ra đại bi, diễn nói được diệu hạnh, nói được ba la mật, bãi bỏ được ác tri thức, khiến trụ được các địa, khiến cho đắc được các nhẫn, khiến cho tu tập được tất cả căn lành, khiến cho thành tựu được tất cả đạo cụ, thí cho được tất cả đại công đức, khiến cho đến được bất bậc nhất thiết chủng trí, khiến cho hoan hỷ tích tập công đức, khiến cho hớn hở tu các hạnh, khiến cho nhập vào được nghĩa thâm sâu, khiến cho khai thị được môn xuất ly, khiến cho lấp hết được các đường ác, khiến cho dùng được pháp quang minh chiếu sáng, khiến cho dùng được mưa pháp thấm nhuần, khiến cho tiêu diệt được tất cả mê hoặc, khiến cho xả lìa được tất cả tà kiến, khiến cho tăng trưởng trí huệ của tất cả chư Phật, khiến cho an trụ pháp môn của tất cả chư Phật. Thiện nam tử, vì thiện tri thức thanh tịnh được tất cả nghiệp chướng, tiêu diệt được tất cả tội nghiệp, trừ sạch được tất cả chướng ngại, dừng lại được tất cả các điều ác, phá tan được tất cả vô minh đêm dài đen tối, phá hoại được tất cả tà kiến lao ngục kiên cố, thoát khỏi được thành sinh tử, xả bỏ được nhà thế tục, chặt đứt được các lưới ma, nhổ được mũi tên các khổ, liệt khỏi được nơi hiểm nạn không có trí huệ, thoát khỏi được tà kiến đồng hoang rộng lớn, qua được dòng xoáy các cõi, lìa khỏi được các tà đạo, mở bày được Bồ Đề đại đạo, giáo hóa hết được diệu pháp Bồ Tát, khiến cho an trụ được trong Bồ Tát hạnh, khiến cho hướng về được nhất thiết trí, thanh tịnh được mắt trí huệ, tăng trưởng được Bồ Đề tâm, sinh ra được đại bi nguyện, diễn nói được pháp diệu hạnh, tuyên nói được pháp môn ba la mật, bãi bỏ được tất cả ác tri thức, khiến trụ được quả vị tất cả địa, khiến cho đắc được sức tất cả nhẫn, khiến cho tu tập được tất cả căn lành, khiến cho thành tựu được tất cả đạo cụ, thí cho được tất cả đại công đức, khiến cho đến được bậc nhất thiết chủng trí, khiến cho hoan hỷ tích tập được tất cả công đức, khiến cho hớn hở tu hành được tất cả hạnh môn,
khiến cho nhập vào được nghĩa lý thâm sâu, khiến cho khai thị được pháp môn thoát khỏi ba cõi, khiến cho lấp hết được các đường ác, khiến cho dung được pháp quang minh chiếu sáng, khiến cho dùng được mưa pháp để thấm nhận chúng sinh, khiến cho tiêu diệt được tất cả mê hoặc, khiến cho xả lìa được tất cả tà kiến, khiến cho tăng trưởng được trí huệ của tất cả chư Phật, khiến cho an trụ được pháp môn của tất cả chư Phật. Thiện nam tử, thiện tri thức như mẹ hiền, vì sinh ra giống Phật, như cha lành vì lợi ích rộng lớn, như nhũ mẫu vì giữ gìn không khiến cho làm ác, như giáo sư vì chỉ bày sở học của Bồ Tát, như đường lành vì chỉ bày đạo ba la mật, như đương y vì hay trị các bệnh phiền não, như núi tuyết vì tăng trưởng thuốc nhất thiết trí, như dũng tướng vì dẹp trừ tất cả sự sợ hãi, như người đưa đò vì khiến cho thoát khỏi dòng xoáy sinh tử, như lái thuyền vì khiến cho đến được châu báu trí huệ. Thiện nam tử nên thường chánh niệm suy ngẫm các thiện tri thức như vậy. Thiện nam tử, thiện tri thức như mẹ hiền, vì hay sinh ra giống Phật, như cha lành vì lợi ích rộng lớn, như nhũ mẫu vì giữ gìn không khiến cho làm ác, như giáo sư vì hay chỉ bày pháp môn sở học của Bồ Tát, như đường lành vì chỉ bày con đường ba la mật, như lương y vì hay trị các bệnh phiền não, như núi tuyết vì tăng trưởng thuốc nhất thiết trí, như dũng tướng vì dẹp trừ tất cả sự sợ hãi, như người đưa đò vì khiến cho chúng sinh thoát khỏi dòng xoáy sinh tử, như lái thuyền vì khiến cho đến được châu báu trí huệ. Thiện nam tử nên luôn luôn chánh niệm suy ngẫm các thiện tri thức như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, người phụng thờ thiện tri thức nên phát tâm như đại địa, vì gánh vác trọng trách không mệt mỏi nên phát tâm như kim cang, vì trí nguyện kiên cố không thể hoại nên phát tâm như núi thiết vi, vì tất cả các khổ không động được nên phát tâm như người hầu hạ, vì tất cả lời dạy khiến đều tùy thuận nên phát tâm như đệ tử, vì tất cả lời dạy dỗ không chống trái nên phát tâm như tôi tớ, vì không nhàm chán tất cả các việc làm nên phát tâm như dưỡng mẫu, vì chịu đựng sự cần khổ không than mệt nên phát tâm như người làm thuê, vì theo sự chỉ bảo không trái ngược nên phát tâm như hốt phân, vì lìa sự kiêu mạn nên phát tâm như cây lúa đã chín, vì hay hạ thấp xuống nên phát tâm như ngựa giỏi, vì lìa tánh ác nên phát tâm như xe lớn, vì chở nặng được nên phát tâm như voi điều thuận, vì luôn phục tùng nên phát tâm như núi tu di, vì chẳng lay động nên phát tâm như chó tốt, vì không hại chủ nên phát tâm như chiên đà la, vì lìa kiêu mạn nên phát tâm như trâu mạnh, vì không hung giận nên phát tâm như ghe thuyền, vì quan lại không mỏi nên phát tâm như cây cầu, vì tế độ không biết mệt nên phát tâm như hiếu tử, vì thừa thuận nhan sắc nên phát tâm như vương tử, vì tuân hành giáo mạng. Lại nữa, thiện nam tử, khi người phụng thờ thiện tri thức nên phát tâm như đại địa, vì đại địa gánh vác trọng trách không mệt mỏi nên phát tâm như kim cang, vì trí nguyện kiên cố không thể hoại nên phát tâm như núi thiết vi, vì tất cả các khổ không động được nên phát tâm như người hầu hạ, vì tất cả lời dạy khiến đều tùy thuận phục tùng nên phát tâm như đệ tử, vì tất cả lời dạy dỗ của thầy đều không chống trái nên phát tâm như tôi tớ, vì không nhàm chán tất cả các việc làm nên phát tâm như dưỡng mẫu, vì chịu đựng sự cần khổ không than mệt nhọc nên phát tâm như người làm thuê, vì theo sự chỉ bảo của chủ nhân không chống trái nên phát tâm như hốt phân, vì lìa sự kiêu mạn nên phát tâm như cây lúa đã chín, vì hay hạ thấp xuống nên phát tâm như ngựa giỏi, vì lìa bỏ tánh ác nên phát tâm như xe lớn, vì chở vật nặng được nên phát tâm như voi điều thuận, vì luôn phục tùng nên phát tâm như núi tu di, vì chẳng lay động nên phát tâm như chó tốt, vì không hại chủ nên phát tâm như chiên đà la, vì lìa kiêu mạn nên phát tâm như trâu mạnh, vì không hung giận nên phát tâm như ghe thuyền, vì qua lại không mỏi nên phát tâm như cây cầu, vì đưa người qua sông không biết mệt mỏi nên phát tâm như hiếu tử, vì thiệu thuận nhan sắc nên phát tâm như vương tử, vì tuân giữ làm theo tất cả sự giáo dục và huấn luyện của quốc vương. Lại nữa, thiện nam tử, ngươi nên ở nơi thân mình sinh tưởng là bệnh khổ, nơi thiện tri thức sinh tưởng là bậc y vương, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là thuốc hay, nơi sở tu hành sinh tưởng là trừ được bệnh. Lại nữa, nên ở nơi thân mình sinh tưởng là đi xa, nơi thiện tri thức sinh tưởng là vị đạo sư, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là chánh đạo, nơi sở tu hành sinh tưởng là đến được nơi xa. Lại nữa, nên ở nơi thân mình sinh tưởng cầu độ được, nơi thiện tri thức sinh tưởng là người lái thuyền, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là thuyền, là chèo, nơi sở tu hành sinh tưởng là đến được bờ kia. Lại nữa, nên ở nơi thân mình sinh tưởng là lúa mạ, nơi thiện tri thức sinh tưởng là long vương, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là mùa mưa, nơi sở tu hành sinh tưởng là chín mùi,
Lại nữa, nên nơi thân mình sinh tưởng là bần cùng, nơi thiện tri thức sinh tưởng là tỷ giao môn thiên vương, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là tiền tài châu báu, nơi sở tu hành sinh tưởng là giàu có. Lại nữa, thiện nam tử, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là bệnh khổ, thiện tri thức là bậc y vương, pháp của thiện tri thức nói giống như là thuốc hay, ta y pháp tu hành giống như là trừ được bệnh. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là đi xa, thiện tri thức giống như là vị đạo sư, pháp của ngài nói là con đường chân chánh, ta y theo pháp tu hành giống như là đến được đích nơi xa. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình cần phải qua sông, thiện tri thức là người lái thuyền, pháp của ngài nói giống như là thuyền là chèo, ta y theo pháp tu hành thì sẽ đến được bờ bên kia. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là lúa mạ, thiện tri thức giống như long vương, pháp của ngài nói giống như đúng mùa mưa, ta y theo pháp tu hành giống như lúa thóc chín mùi. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như rất bẩn cùng, thiện tri thức giống như tỷ sa môn thiên vương, pháp của ngài nói giống như là tiền tài châu báu, ta y theo pháp tu hành thì sẽ được giàu có. Lại nữa, nên ở nơi thân mình sinh tưởng là đệ tử, nơi thiện tri thức sinh tưởng là người thợ khéo, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là kỹ nghệ, nơi sở tu hành sinh tưởng là biết rõ. Lại nữa, nên ở nơi thân mình sinh tưởng sự sợ hãi, nơi thiện tri thức sinh tưởng là người dũng cảm, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là đao gậy, nơi sở tu hành sinh tưởng là phá được oán địch. Lại nữa, nên ở nơi thân mình sinh tưởng là người đi buôn, nơi thiện tri thức sinh tưởng là bậc đạo sư, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là châu báu, nơi sở tu hành sinh tưởng là lượm được châu báu. Lại nữa, nên ở nơi thân mình sinh tưởng là con cái, nơi thiện tri thức sinh tưởng là cha mẹ, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là gia nghiệp, nơi sở tu hành sinh tưởng là nối nghiệp nhà. Lại nữa, nên nơi thân mình sinh tưởng là vương tử, nơi thiện tri thức sinh tưởng là đại thần, nơi sở thuyết pháp sinh tưởng là lời vua dạy, nơi sở tu hành sinh tưởng là đội mã vua, mặc y phục vua, ngồi cung điện vua. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là đệ tử, thiện tri thức giống như là người thợ rất khéo giỏi, pháp của thiện tri thức nói giống như là kỹ nghệ, ta y theo pháp tu hành giống như là biết rõ kỹ nghệ. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là sự sợ hãi, thiện tri thức giống như là người dũng cảm, pháp của ngài nói giống như là đao gậy, ta y theo pháp tu hành giống như là phá được oán địch. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là người đi buôn, thiện tri thức giống như là bậc đạo sư, pháp của ngài nói giống như là châu báu, ta y theo pháp tu hành giống như là lượm được châu báu. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là con cái, thiện tri thức giống như là cha mẹ, pháp của ngài nói giống như là gia nghiệp, ta y theo pháp tu hành giống như là nối nghiệp nhà. Lại nữa, người nên nghĩ tưởng như vậy: thân mình giống như là vương tử, thiện tri thức giống như là đại thần, pháp của ngài nói giống như là lời vua dạy, ta y theo pháp tu hành giống như là đội mã vua, mặc y phục vua, ngồi cung điện vua. Đạo lý của đoạn kinh văn này nói là dạy chúng ta gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Người chưa gặp được thiện tri thức thì nên đi các nơi tìm cầu thiện tri thức. Người đã gặp được thiện tri thức thì nên gần gũi thiện tri thức, nghe thiện tri thức dạy bảo, thì đừng chống trái sự giáo hóa của thiện tri thức. Thiện tri thức là kim chỉ nam trong đường mê, khiến cho bạn tìm được phương hướng đi trên con đường Bồ Đề đại đạo. Người học Phật pháp nhất định phải tiêu diệt hết sạch tâm tự tư tự lợi của mình, đừng để nó tác quái làm loạn định tâm, nên biến nó thành tâm vì pháp quên mình. Chỉ cần đắc được Phật pháp, dù có đem thân tâm tánh mạng để bố thí cũng không tiếc, tuyệt đối không sẻn tiếc. Bất quá các vị phải hiểu được, do đó có câu đạo cao một thước mà cao một trượng, đạo cao một trượng mà ở trên đầu. Bạn càng muốn dụng chân tâm để tu hành thì càng phải thọ sự khảo nghiệm, chỉ xem bạn có nhận thức được hay không mà thôi. Nếu muốn tu đạo thì trước hết phải đừng có tâm tham, đừng có tâm sân, đừng có phàn duyên. Không phàn duyên bao quát, không phàn duyên tiền bạc vật chất. Cho nên nhất định phải đừng có tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu có tâm tham sân si ba độc thì sẽ sinh ra rất nhiều phiền não. Các vị hãy xem, mỗi người của mình không biết có nghiệp chướng gì, càng nhận chân tu hành thì càng phát sinh nghiệp chướng. Do đó có câu, muốn học tốt, oan nghiệt tìm, muốn thành Phật phải thọ ma. Hiện tại năm 1979, Quả Đình, tức thầy Hằng Triều, Tam Bộ, Nhất Bái.
vừa mới khởi hành đã biết dụng công tu hành, đã hồi tưởng lại chính mình như mẹ của y bị bệnh ở trong nhà thương mới vừa mổ. Sự mổ này không nặng lắm nhưng làm cho Quả Đình cứ nghĩ tưởng lăng xăng. Khi tam bộ nhất bái thì y vừa lại vừa vọng tưởng. Sự khảo nghiệm này rất là lợi hại, nếu không giữ vững được thì sẽ bị cảnh giới chuyển. Nhưng Quả Đình tâm đang bị động, thân đang lạnh, nhờ ý chí kiên cường mới khắc phục được vọng tưởng. Các vị hãy nghĩ xem, tu đạo chẳng phải là một việc dễ dàng. Quả Đình tự cảm thấy đối với cảnh giới khác đều có thể nhẫn thọ được, chỉ có cảnh giới này mẹ bị bệnh có lúc chịu không được. Tuy nhiên nhẫn thọ không được nhưng vẫn phải tam bộ nhất bái, đây là biểu hiện không chuyển theo cảnh giới. Người tu đạo phải chú ý, không thể khởi vọng tưởng. Vọng tưởng là đá buộc chân người tu đạo. Bạn có vọng tưởng gì thì có cảnh giới đó đến khảo nghiệm bạn. Cho nên tôi thường nói, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào. Trước mắt chẳng nhận thức, phải luyện lại từ đầu. Ví như người nam chẳng buông bỏ được người vợ, người nữ chẳng buông bỏ được người chồng, cha mẹ chẳng buông bỏ được con cái. Sự việc này đến khảo nghiệm thì bị sự việc này không thể tu hành được. Cho nên cảnh giới đến chẳng dễ gì phá được cửa ải, cũng không dễ gì qua được cửa ải này. Do đó có câu, tu đạo như bỏ lên cây sào trăm thước, xuống thì dễ, lên thì khó. Các vị hãy nghĩ xem, làm thế nào đây? Nếu không hướng về trước tiến tới thì sẽ thối lùi về sau. Hướng về trước tiến tới thì dễ dàng thăng đi lên. Thối lùi về sau thì dễ dàng đọa lạc. Thăng đi lên là đường lành, đọa lạc là đường ác. Cho nên nói, khó, 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 hai chữ tu hành khiến cho người lạnh. Phải dậy sớm, phải ngủ trễ, sớm tối không có thời gian ở không. Bạn nói có khó chăng? Các vị đối với đoạn kinh Hoàng Nghiêm này có cảm tưởng gì? Phải kiểm thảo kỹ càng lại xem thì mới nhận thức được. Đối với đoạn kinh văn này không thể nuốt chừng, không nhai. Ăn mà chẳng biết mùi vị của nó, phải tự nhai cho thật kỹ. Mới nếm được mùi vị thì mới đắc được lợi ích của Pháp. Đừng có tham nhiều chỉ tại tinh mật. Tham nhiều nhai không nát, ngược lại chỉ có hại, thức ăn không tiêu hóa được thì chẳng có ích gì. Thiện nam tử, người nên phát tâm như vậy, tác ý như vậy để gần gũi thiện tri thức. Tại sao vậy? Vì dùng tâm như vậy để gần gũi thiện tri thức, khiến cho trí nguyện vĩnh viễn được thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, thiện tri thức nuôi lớn các căn lành, ví như núi tuyết, nuôi lớn các cỏ thuốc. Thiện tri thức là pháp khí của Phật, ví như biển cả, dung nạp các dòng nước. Thiện tri thức là nơi công đức, ví như biển cả sinh ra các châu báu. Thiện tri thức là tịnh bồ đề tâm, ví như lửa mạnh hay luyện vàng thật. Thiện tri thức là vượt qua pháp thế gian, ví như núi tu di vọt lên nơi biển cả. Thiện tri thức là chẳng nhiễm pháp thế gian, ví như hoa sen chẳng dính nước. Thiện tri thức là chẳng thọ các điều ác, ví như biển cả chẳng chứa tử thi. Thiện tri thức là tăng trưởng pháp trắng, ví như trăng rằm ánh sáng viên mãn. Thiện tri thức là chiếu sáng pháp giới, ví như mặt trời chiếu bốn thiên hạ. Thiện tri thức là nuôi lớn thân Bồ Tát, ví như cha mẹ nuôi lớn con cái. Thiện nam tử, người nên phát tâm nguyện như vậy, tác ý như vậy, gần gũi thiện tri thức, phụng thờ thiện tri thức, cúng dường thiện tri thức. Tại sao vậy? Vì dùng tâm nguyện như vậy, ý niệm như vậy để gần gũi thiện tri thức thì khiến cho trí nguyện của ngươi vĩnh viễn được thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, thiện tri thức nuôi lớn các căn lành, ví như núi tuyết, nuôi lớn các cỏ thuốc. Thiện tri thức là pháp khí thành Phật, ví như biển cả, dùng nạp các dòng nước, sông ngòi đổ vào. Thiện tri thức là nơi hết thảy công đức tích tụ, ví như biển cả hay sinh ra các châu báu. Thiện tri thức là thanh tịnh bồ đề tâm, ví như lửa mạnh hay rèn luyện vàng thật. Thiện tri thức là vượt qua pháp thế gian, ví như núi tu di vọt lên nơi biển cả. Thiện tri thức là chẳng nhiễm pháp thế gian, ví như hoa sen mọc lên trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, sinh ở trong nước mà chẳng dính nước. Thiện tri thức là chẳng thọ các điều ác, ví như biển cả chẳng chứa tử thi. Thiện tri thức là tăng trưởng pháp trắng tịnh, ví như trăng rằm ánh sáng màu sắc viên mãn. Thiện tri thức là chiếu sáng pháp giới, ví như mặt trời chiếu khắp bốn thiên hạ. Thiện tri thức là nuôi lớn thần Bồ Tát, ví như cha mẹ nuôi lớn con cái. Thiện nam tử, nói tóm lại, Đại Bồ Tát nếu hay tùy thuận lời dạy của thiện tri thức thì đắc được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha công đức, thanh tịnh được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha thâm tâm, tăng trưởng được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha Bồ Tát căn, thanh tịnh được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha Bồ Tát lực, đoạn trừ được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước A Tăng Kỳ nghiệp chướng, vượt qua được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước A Tăng Kỳ ma cảnh, nhập vào được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước A Tăng Kỳ pháp môn,
viên mãn được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ trợ đạo, tu hành được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ diệu hạnh, phát ra được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ đại nguyện. Thiện nam tử nói tóm lại, đại Bồ Tát nếu hay tùy thuận lời dạy của thiện tri thức thì sẽ đắc được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha công đức, thanh tịnh được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha thâm tâm, tăng trưởng được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát căn, thanh tịnh được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát lực, đoạn trừ được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ nghiệp chướng, vượt qua được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ ma cảnh, chứng nhập được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ pháp môn, viên mãn được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ trợ đạo, tu hành được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ diệu hạnh, phát ra được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức a tăng kỳ đại nguyện. Thế nam tử, ta lại lược nói, tất cả Bồ Tát hạnh, tất cả Bồ Tát ba la mật, tất cả Bồ Tát địa, tất cả Bồ Tát nhẫn, tất cả Bồ Tát môn tổng trì, tất cả Bồ Tát môn tam muội, tất cả Bồ Tát thần thông trí, tất cả Bồ Tát hồi hướng, tất cả Bồ Tát nguyện, tất cả Bồ Tát thành tựu Phật pháp đều do sức lực của thiện tri thức, dùng thiện tri thức mà làm căn bổn, nương thiện tri thức sinh ra, nương thiện tri thức lớn lên, nương thiện tri thức an trụ, thiện tri thức là nhân duyên, thiện tri thức hay phát khởi. Thiện nam tử, ta lại được nói, hạnh môn của tất cả Bồ Tát tu pháp đến bờ kia của tất cả Bồ Tát, quả vị chứng được của tất cả Bồ Tát, vô sinh pháp nhẫn của tất cả Bồ Tát chứng được, pháp môn tổng trì của tất cả Bồ Tát tu trì, pháp môn tam muội của tất cả Bồ Tát chứng nhập, thần thông trí huệ của tất cả Bồ Tát có, hồi hướng của tất cả Bồ Tát, hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, nguyện của tất cả Bồ Tát phát ra, Phật quả của tất cả Bồ Tát thành tựu đều do sức lực của thiện tri thức mà thành tựu, dùng thiện tri thức mà làm căn bổn, nương thiện tri thức sinh ra tất cả căn lành, nương thiện tri thức nuôi lớn tất cả căn lành, nương thiện tri thức an trụ tất cả căn lành, thiện tri thức là nhân duyên của căn lành, thiện tri thức hay phát khởi tất cả căn lành. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe công đức thiện tri thức như vậy, khai thị vô lượng Bồ Tát diệu hạnh, thành tựu vô lượng Phật pháp rộng lớn, hớn hở vui mừng. Bèn đảnh lễ đức sinh đồng tử và hữu đức đồng nữ đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe công đức thiện tri thức như vậy, khai thị vô lượng Bồ Tát diệu hạnh, thành tựu vô lượng Phật pháp rộng lớn, hớn hở vui mừng. Bèn đảnh lễ đức sinh đồng tử và hữu đức đồng nữ đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, tử tạ mà đi đến nước Hải Ngạn tham phương Bồ Tát Di Lặc. Ở trước Ma Già phu nhân cả thảy 11 vị mình hội duyên vào cảnh thật tướng. Ở dưới đây Bồ Tát Di Lặc một vị tự thuật nhiếp đức thành nhân tướng. Hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 1979 nói về đạo lý làm người. Do đó hồ đồ sinh ra làm người, hồ đồ chết rồi làm ma. Khi đến chẳng biết vì sao mà đến, khi đi chẳng biết đi về đâu. Tại sao lại hồ đồ? Vì vô minh đang tác quái cho nên cứ chuyển theo cảnh giới hư vọng. Còn người cho rằng phát tài là tốt, kết quả lúc chết một xu cũng không mang đi được. Cho rằng làm quan là tốt nhất, kết quả quan chức cũng chẳng còn. Phát tài làm quan giống như nằm mộng, hư vọng chẳng thật. Tức là hư vọng chẳng thật thì nên sớm thức tỉnh mới đúng. Nhưng có người nói với bạn rằng bạn đang nằm mộng ban ngày thì bạn tuyệt đối không tin, vẫn muốn theo đuổi thanh sắc giành lợi không chịu ngừng nghỉ, theo đuổi cho đến chết vẫn không giác ngộ, thật là đáng thương. Các vị hãy nghĩ xem, cõi này thật là nhiều khổ, chẳng biết đạo lý, biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. Các vị hãy mau phát tâm đại bồ đề, dừng lại tâm tham, tâm sân, tâm si, đừng để nó nổi sóng làm gió nữa. Phải biết rằng ba độc hại người không ít, hay làm cho con người điên đảo phát cuồng, hay làm cho con người mất đi lý trí. Để đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, làm tất cả mọi việc, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng, không thể không cẩn thận. Tại sao chúng ta điên đảo? Vì có tham sân si. Nếu không có tham sân si thì tất cả đều sóng yên gió lặng, chẳng có phiền não. Thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là giàu, thế nào là nghèo, thế nào là sang, thế nào là hèn, phải phân biệt rõ ràng, bằng không khổ não vô biên. Tôi thường nói với các vị rằng, người thiện chẳng oán người, kẻ ác thì hại người. Người hiền chẳng nổi nóng, nổi nóng là kẻ ngu. Người giàu chẳng chiếm tiện nghi, chiếm tiện nghi là kẻ nghèo. Người sang chẳng sinh nóng giận, sinh nóng giận là kẻ hèn. Nổi nóng và sinh nóng giận có chỗ khác nhau. Nổi nóng thì bên ngoài, nóng giận thì bên trong.
Mấy câu này là phương pháp làm người hy vọng mọi người hãy ghi nhớ và áp dụng trong cuộc sống. Tuy chẳng phải là lời vàng ngọc gì nhưng đáng khắc vào bia đá.